vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Legendary. Yes. An ally has been defeated. You have defeated an enemy. Double kill. Triple kill. Nani? Nani? Có nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Headshot. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của mình nhé. Mình là Nơ Mà Hạt đấy. Thì lời đầu tiên thì Nơ Mà Hạt gửi lời chúc đến toàn thể anh em có một ngày thật là vui vẻ. Thì clip này mình sẽ làm về vị tướng đó là Eo Su. Ở giai đoạn đầu game thì Ngộ Không nó gõ mình đau quá anh em ạ. Phải tốc biển là vào trụ, nhưng mà rất may thì cuối cùng đó là với lời thế đó là tầm nhìn và lời thế đó là viễn trinh kích, thì mình đó là cũng ăn được một mạng của Crazy thôi. Thì cầm Eo Su thì cũng có thể đó là khắc chế phần nào đó là vị tướng Ngộ Không, bởi vì đó là những cái ứng tràng thì có thể đó là khiến Ngộ Không bị lộ tầm nhìn. Rồi, Crazy đi bật đó là cái mưa sao băng lên, mình thì cũng phải đó là sử dụng đó là chiêu cuối để bỏ chạy, bởi vì tem bên đi không những hai người mà là bốn người luôn. 36 kế gọi là chạy là thường sạch thôi. Chất tướng của tem bên đi thì ở giai đoạn đầu game Natalia cũng rất chỉ là khỏe nữa. Bỏ tổ rồi chưa gì đã chửi mình rồi anh em à. Ok, và này thì quay trở lại sát sát thương, ăn được cái màn chấm dứt của theo Natem Bendix. Thực tế thì chơi đó là Eo Su này thì bị chửi là chuyện bình thường thôi. Chơi tốt cũng chửi, chơi xấu cũng chửi, ngắm trật cũng chửi, mà có khi ngắm trúng rồi cũng chửi. Đó là chuyện bình thường. Kiểu là anh em gọi là 10 phát ngắm trúng thì có thể là đồng đội không khen, chứ một phát rồi là ngắm trật, đó là bị chửi là chuyện bình thường nhé. Chơi chất tướng Eo Su thì anh em phải chấp nhận như vậy thôi. Rồi bây giờ mình lại bọc đó là phía sau này, đài đờ chấn của Toro được sử dụng rồi, pha này giật bắn một phát nữa. Tiền đó là vị trí Crazy tem địch lên bảng điểm số. Lần này thì chắc có lẽ là bo Toro sẽ khống chế nữa. Thì ở clip này mình cũng sẽ trình bày cụ thể cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho đó là vị trí của Eo Su nhé. Để anh em có thể hiểu rõ hơn đó là về chất tướng, cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng này. Bây giờ có lời thế thì lấy luôn đó là cây trù anh em ạ. Hiện tại bây giờ thì đáng thấy tầm nhìn của Ngộ Không cũng như đó là Triều Vấn. Ôi, pha này thì lên bảng điểm số đến từ vị trí của đó là Natem bên mình rồi. Mình thì đứng đây ngắm bắn này, Crazy đúng không? Một phát này, một phát viên trinh kích nữa thì chắc chắn ăn được đó là Crazy. Ồ, trật mặt rồi anh em ạ. Crazy ở đâu nhỉ? Không thấy tầm nhìn luôn. Ok. Khi anh em đối đầu với Natalia thì cẩn thận, nó sử dụng đó là chiêu hái choáng được anh em, là nó sử dụng combo là anh em lên bảng điểm số luôn á. Nên là chơi Natalia, gặp Natalia thì anh em chơi Eo Su cẩn thận cho mình một xíu nhá. Về thế trận hiện tại thì tem bên đi gọi là nhỉnh hơn đó là tìm bên mình rồi. Mình sẽ cố gắng đẩy đường này lên cao và lấy luôn đó là cây trù, nhưng mà hơi khó. Natalia tem đi thì đang di chuyển lại, nhưng với đó là cái ứng tràm ở giữa nên là mình kiểm soát được tầm nhìn. Và pha này thì chắc chắn là Natalia tem đi lên bảng điểm số. Mình phải tốc biến ngay vào luôn, tránh trường hợp Natalia tem địch và Crazy tem địch gọi là dồn đám mình á. Ngộ Không tem địch thì đáng đó là trong bụi cỏ đúng không? Mình đặt thêm cái ứng tràm ở đấy nữa để có thể kiểm soát tầm nhìn tốt hơn. Rồi pha này bắn một phát vào đó là vị trí của Triều Vân tem bên địch này. Pha này thì mình sẽ bắn vào dọn dẹp lính nhá. Kèm theo đó thì cùng trúng luôn đó là xạ thủ của tem bên địch. Gia ta tem mình thì cất cánh. Rồi lên chơi luôn anh em ơi, chơi luôn, chạy đâu. Chạy đâu, lên bảng điểm số này, chạy đâu, lên bảng điểm số này, giật bắn lại này. Ok, uy tín rồi. Thế với Eo Su thì nếu mà đáng con trù thế này thì vẫn đáng con là chơi tốt, chơi được. Bởi vì đáng con là khả năng đó là kiểm soát được tầm nhìn. Ngộ Không tém định chơi gạt nhá, ngộ không đâu rồi. À, tàng hình nhánh thế. Mình tưởng đó là lại đặt cái ứng tràm để có thể kiểm soát tầm nhìn, nhưng mà Ngộ Không chạy nhánh quá anh em ạ. Hiện tại thì anh em thấy thì Botoro tém mình thì đang bị mắc kẹt. Đài địa chấn của Botoro được sử dụng, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải lên bảng điểm số. Cái trù ở khu vực
Đó là đường tà thần thì vẫn chưa lấy được. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ ở đường này lấy luôn, đó là cái trụ ở đường tà thần nhá. Trận đấu này thì tém bên bạn có Ngục Phóng và Triều Vấn, nên là hai vị tướng đó anh em hết sức cẩn thận, bởi vì hai vị tướng đó có thể dồn đám, gọi là anh em bốc hơi ngay lập tức. Thì về chiêu thức của vị tướng Yao Su thì mình sẽ phân tích cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất đó là ứng tràm, anh em gọi là đặt ra, đó là cái ứng tràm ở khắp bản đồ. Khi đối phương bước vào thì đối phương sẽ bị lộ tầm nhìn. Và tối đa anh em có thể đó là đặt 3 ứng tràm nha anh em. Ok, thì hiện tại bây giờ mình lấy đó là cái trụ đường dừa này. Triều Vấn tém địch thì đang lại rồi, pha này mình sẽ giật bắn này, bắn thương này, bắn thương này. Rồi pha này thì tốc biến bên quá này, Triều Vấn lại đúng không, sử dụng viễn trình kích này, tiền Triều Vấn lên bảng điểm số solo cứu này. Thì anh em thấy thì mình gọi là leo tốt Triều Vấn mà, anh em cũng biết đó là có cánh đó là nơ mơ hạt, đó là Minh Hải, cánh đó thì mình chuyên leo tốt Triều Vấn. Biết điểm yếu của Triều Vấn đó là nếu mà quá tương phạt rồi thì sẽ không làm gì được, phải đi vòng. Nên là pha đầu mình tốc biến phạt thì Triều Vấn phải đi vòng và mình xả ra thường Fury thôi. Nên là anh em biết điểm yếu của đối phương và điểm mạnh của mình thì sẽ đó là khắc phục được. Ok. Đối với Yao Su thì chiêu 2 là chiêu rất chỉ là quan trọng, xả thất thương. Với chiêu 2 thì giúp anh em bắn ra những viên viễn trinh kịch thì sẽ cực kỳ là thấm luôn. Một cú bắn ở giai đoạn cuối game có thể cầu đi khoảng đó là nửa lượng máu là chuyện bình thường. Kiểu là anh em mà đối phương thấp thấp máu thì bắn phạt gọi là chết luôn á, là chuyện bình thường đến từ đó là chiêu 2 viễn trinh kịch. Còn chiêu 1 thì mình khuyên anh em đặt cái ứng tràm ở những cái bụi cỏ nhá. Bởi vì những cái bụi cỏ đó thì đối phương nếu mà không đi vào, không di chuyển vào thì sẽ không biết được. Qua đó thì giúp anh em kiểm soát được đó là tầm nhìn tốt hơn. Rồi pha này thì một bắn này. Thì anh em thấy thì bây giờ một bắn của mình cũng gần nửa cây máu rồi. Giai đoạn về 6 mà có đô đạc, có nánh nữa thì những phạt bắn của mình sẽ cực kỳ là đau. Nhưng pha này thì bắn trật mất rồi. Bắn trật chiêu 2 thì tớ bắn thương thôi. Bắn thương giật bắn một phạt nữa này. Tiễn hai người của tém địch lên bảng điểm số. Double kill dành cho mình. Đặt thêm cái ứng tràm ở đấy nữa, kiểm soát tầm nhìn đường dựa. Gia ta tém mình AD hay. Đúng rồi, nãy giờ thì gọi là chưa ai khen mình hay cấu cả, bây giờ có gia ta khen hay rồi anh em ạ. Chỉ gặp Botoro lại chế nửa nến á. Vân Ca thì định bắt mình nhưng mà cuối cùng thì lùi lại anh em ạ. Có lẽ là phá đảo, nếu mà Triều Vấn bắt mình thì có lẽ bắt được, nhưng mà Triều Vấn cũng sợ. Bởi vì nếu mà phá đảo mình có chiêu cuối hoặc là tốc biến thì mình có thể áo nhảy lại Triều Vấn. Nên là nói chung rụt lui thì có lẽ là phương án an toàn nhất dành cho đó là hai bên. Hiện tại thì có một pha gọi là giao tránh, Ngô Không tém địch thì liệu có chạy được hay không? Ngô Không tém địch vẫn chạy được kia. Rồi pha này thì mình sẽ đó là ở đấy để gây sát thương này. Rồi một phát này, Krixi này. Rồi pha này lại bắn thương nhá, Krixi này lên bảng điểm số này. Những pha combat này thì anh em cứ bắn thương dành cho mình. Rồi lên bảng điểm số 3 người này, triple cứu đây này, Quada cứu này. Lùm hết. Ô, chỉ được cái triple kill kia, mang đồ ai ăn nha. Cần hỗ trợ. Botoro tem mình thì chặt win nhưng mà chưa có thể lính này, chưa có thể lính thì chắc chắn là chưa win được anh em ơi. Tiếc thế, sao đó không được cái quá đa kill anh em ạ. Mình sẽ đặt cái ứng tràm ở đấy nữa nhá để kiểm soát được đó là tầm nhìn. Rồi, bây giờ thì anh em thấy thì sẽ vào lấy đốn cái trụ này nhưng mà cẩn thận Ngô Không ra. Này thì Ngô Không 1 phạt, 2 phạt, 3 phạt này. Ngô Không lên bảng điểm số. Nhưng mà Botoro tem mình thì cũng không chống chịu nổi và cũng phải đó là về tế đan thôi. Ok, pha này thì một phát viễn trinh kích này, nửa lượng máu ra đi này. Ở trung tâm này thì những phạt bắn của mình đó là cũng rất chỉ là đau rồi anh em ạ. Tâm này thì sự sát thương của đó là vị trí của Yao Su thì cũng rất chỉ là tốt rồi. Đặc biệt đến từ đó là những đòn bắn thương. Chiêu cuối của vị tướng Yao Su đó là giật bắn, Yao Su giật bắn lui ra phía sau và bắn ra một viên đạn gây đó là sát thương vào tướng địch. Chiêu này thì cực kỳ là quan trọng, giúp anh em có thể đó là chạy hoặc là giúp anh em có thể đuổi theo đối phương. Ok, thiên dực của gia ta thì được sử dụng, pha này thì mình sẽ bắn thương thôi nhá. Một em lên bảng điểm số, hai em lên bảng điểm số, giật chiêu cuối một phát nữa. Ngô Không thì đang đuổi theo mình nhưng mà với cái ứng tràm thì sẽ bị lộ tầm nhìn. Mình tốc biến bên qua bờ tường, quay trở lại xa thất thương, triple cứu thứ hai hay thứ ba gì đó. Nghỉ thì cùng tôi Ngô Không, nhưng mà thôi thì cùng kê Ngô Không anh em ạ. Ai bảo đó nó đuổi theo Yao Su. Kiểu là anh em thấy thì mình đặt ứng tràm khắp nơi như vậy thì Ngô Không tăng hình thì cũng gọi là vô tác dụng á. Thì đó là điểm mạnh của vị tướng Yao Su.
và khả năng khắc chế đó là ngộ không cực kỳ là tốt. Và chắc chắn thì bây giờ sẽ lấy đó là những đường lính siêu cấp nhá. Ít nhất là cũng lấy được một đường lính siêu cấp, mình nghĩ thì cũng chỉ được một đường thôi. Bởi vì tém bên địch thì ra đó là hai người thôi. Đối với Elsu thì bắn sẽ không ra chỉ mang, nhưng mà những đòn bắn thương sẽ rất chỉ là đau nhá. Nên là trong combat thì anh em không phải là nhất thiết cứ nhắm ngắm dành cho mình, ngắm lờ thế cấu rịa. Còn nếu mà anh em ok thì cứ bắn thương dành cho mình thôi. Rồi pha này Curry sĩ con xỉu máu tiếc thế, Ngô Khống lại bắt mình tiếp. Anh em thấy chưa, một phát bắn thương, một phát rất bắn, thêm phát bắn thương nữa là Ngô Khống lên bảng điểm số liền. Vì thế không nhất thiết là anh em ở giai đoạn cuối game cứ nhé nhắm nó lấy chiêu hái cho mình nhá, mà những phát bắn thương của Elsu cực kỳ là đau luôn á. Đặc biệt gặp tánh cờ mà anh em bắn chiêu hái sẽ không thấm băng những đòn bắn thương đâu. Có kiếm phân ý bánh đánh theo phân trăm máu nữa thì thôi xong, ôi rồi luôn á, kể cả các tánh cờ. Thì Elsu ở giai đoạn cuối game bắn cũng rất là lực, đừng có nói những vị tướng máu giấy. Và anh em thấy thì như Ngô Khống đó, mình bắn cho gọi là một phát mất đó là gần nửa cây, đó là bắn thương thôi nhá. Rồi Triều Vân có dám lao lên hay không? Có dám lao lên hay không? Rồi pha này mình đặt ứng tràm đấy này, đây anh em thấy chưa? Một phát bắn thương, một giật bắn nữa. Pha này mình mất cái giáp phù mình nhưng mà chưa đủ vàng lên liềm đặt mình, chiêu hai vừa nắm được. Đó là vị trí của xạ thủ của tém bên địch. Chiêu hai thì đám cực kỳ là to nhưng mà áp dụng đối với những vị tướng máu giấy. Còn nếu mà những vị tướng gọi là tánh cơ, anh em bắn thương dành cho mình nhá. Và trong combat tổng thì mình khuyến khích đó là anh em, đó là cấu rìa. Cấu rìa bằng chiêu hai của tém địch trước, sau đó cảm giác ok thì lại tiếp cận bản thương. Thì khi đó nó sẽ ok nhất và đồng đội không bao giờ đó là chửi anh em ạ. Còn anh em cứ đính nín cứ ngắm mất trật một phát rồi. Cuối cùng thì đồng đội chửi bởi vì trong một phát combat tổng thì chỉ có vài giấy thôi. Mà anh em ngắm bắn một phát mất vài giấy rồi. Khi đó thì combat xong rồi và anh em thì không hỗ trợ được gì cho tím thì bị chửi là chuyện bình thường. Thì sau 16 điểm hạ gục thì bây giờ đó là mình cũng mất đó là cái màn chấm dứt rồi. Nhưng mà có lẽ là cũng không sao cả, thì trận thì vẫn đáng đó là thuộc về team bên mình. Về chất tưởng thì team bên đi ở giai đoạn cuối game cũng rất chỉ là khỏe nên là cũng không thể chủ quán được. Tuy là đồ chống chịu thì không phải là lớn, nhưng mà anh em thấy thì sát sức tha thường thì tém địch giai đoạn về 6 cực kỳ là đáng nể luôn. Nên là cũng phải đó là hết sức cẩn thận. Với chất tưởng Elsu thì mình đó là không sợ Ngô Khống cho lắm. Cứ đắt những cái ứng tràm thế này thì Ngô Khống rất chỉ là khó tiếp cận được Elsu anh em ạ. Bởi vì cứ ra phạt là bị lộ tầm nhìn đấy. Và này thì Ngô Khống này trúng rồi này. Đặt ứng tràm đẩy phạt nữa này. Rồi chạy đâu một phạt nữa. Ồ pha này thì trật mất rồi nhưng không sao cả, pha này lao lại chơi luôn này. Ngô Khống tém địch lùi về rồi anh em ạ. Bây giờ thì tém bên địch hình như đó là đáng có ý định gọi là đuổi theo team bên mình anh em ơi. Rồi pha này thì mình sẽ đó sử dụng viễn trinh kích này, ai đấy. Rồi bị tém bên địch này một phát này. Rồi Ngô Khống thì lại tiếp tục bắt mình nhưng mà xin chia buồn với Ngô Khống team bên địch. Đó là mình vẫn đang còn trên bản đồ. Pha đó thì Natalia sấy nhưng mà với cái liềm đoạt mình nên là mình vẫn sống sót. Một lần nữa thì mang lại đó sự cái cú dành cho Ngô Khống anh em ạ. 5 lần 7 lượt bắt mình nhưng mà chưa lần nào đó là thành công cả. Đó là tác dụng của Elsu khi mà có khả năng kiểm soát tầm nhìn tốt. Và anh em nên nhớ rằng chiêu cuối anh em không sử dụng bừa bãi nhá. Chiêu cuối là để lúc đó là anh em có thể chạy thoát khỏi giao tranh hoặc là anh em có thể đuổi theo đối phương. Chứ chiêu cuối anh em đừng có sử dụng bừa bãi dành cho mình. Bên cạnh đó thì có thêm cái tốc biến nữa thì giúp đó là tự tin hơn. Bây giờ anh em thấy thì có một phát giao tranh ở khu vực đường giữa. Rồi pha này thì mình sẽ lại bản thương luôn. Một phát, hai phát này, ba phát, một em đến bảng điểm số này. Giật bắn lui lại này. Rồi pha này thì mình sẽ đứng tâm xá để có thể bắt được nha. Rồi một em lên bảng điểm số này. Rồi thêm phát viện trinh kích nữa này. Hai em lên bảng điểm số này. Còn nó là Triều Vấn nhưng mà pha này thì Triều Vấn mà tâm nhìn rồi anh em ạ. Lại tiếp tục lùng được một cái triple cứu tiếp. Gia ta tại mình chắc là ý định khen hay rồi. Anh em thấy thì Ngô Khống này thì Ngô Khống này định bắt mình nhưng mà đi đâu mình cũng biết cả nên là làm sao mà có thể bắt được. Rồi pha này Ngô Khống này, này thì Ngô Khống này. Mình đã còn giáp hùm mình anh em ạ, nên là không sợ. Pha này thì phở lo té mình bắt được Ngô Khống rồi và tiền Ngô Khống lên bảng điểm số. Ngô Khống chắc có lẽ là hết cái bắt mình bao nhiêu lần nhưng mà không bắt được. Về phần trang bị dành cho đó là vị tướng Elsu thì sẽ lên như sau. Đầu tiên thì dây du mục, tăng tốc đánh, tiếp đến thì diệt thân cung xuyên giáp. Sau đó kiếm phân ý đánh theo phân trăm máu, tiếp đến thì cây nành thì đối phương dưới 50% máu chịu thêm 30% sát thương. Tiếp đến thì phước hợp kiếm thì những cú bắn sẽ đau hơn và cuối cùng giáp hồ mình để đảm bảo an toàn.
Đây, pha này thì anh em thấy mình đặt cái ứng tràm đấy, kiểm soát tầm nhìn, một quạt bắn thương, hai quạt bắn thương này, rồi giật bắn một quạt nửa này, tiền currency tem địch lên bảng điểm số. Nên là vì thế anh em không cần đó là nhất thiết phải sử dụng đó là chiêu hái mà anh em bắn thương dành cho mình nhá, đòn bắn thương rất chi là đau luôn. Bây giờ thì có lẽ là tổng tấn công lên luôn thôi anh em ơi, kết thúc được trận đấu thì càng tốt, không thì quay trở về đó là anh ta thân xế giá. Và anh em thấy thì Botoro tem mình thì đáng đó là bính đó là tập hợp để anh ta thân xế giá thì mình cũng sẽ lại hỗ trợ luôn. Về phù hiệu thì mình sẽ sử dụng phù hiệu lên kiếm dành cho đó là vị trí của là giáo sư để tích lũy cái lượng vàng là một cách tốt nhất dành cho đó là giáo sư anh em ơi. Bây giờ thì có ta thân xế giá rồi thì việc đó là cống trụ và kết thúc trận đấu sẽ dễ dàng hơn, bởi vì thứ nhất có thêm lớp giáp, thứ hai có con rồng tiến phóng nữa. Rồi pha này thì Natalia định biến về này, nhưng mà cuối cùng thì biến về không thành công, xạ thủ tém địch lên định gỡ mặt nhưng mà cuối cùng thì bị mình bắn một phát lên bảng điểm số. Rồi hai người tém địch thì đang đúc bùi, nhưng anh em thấy thì Ngô Không đi đâu cũng biết thế này rồi, Ngô Không định bắt mình đó, này thì bắt mình này, này thì bắt mình này, lên bảng điểm số này. Pha này mình đang còn tốc biến đúng không, thì chả dài gì mà không tốc biến lên cả, bắt luôn. Và cuối cùng thì một trận đấu Ngô Không chưa bắt mình được đó là một lần nào cả. Với bảng ngọc thì anh em lên cho mình như sau: ngọc đỏ thì chỉ mang ngọc tím đó là 7 viên tốc đánh tốc chạy, 3 viên hút máu, và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Tuy áo số bản không giá chỉ mang, nhưng mà mỗi phần trăm tỷ chỉ mang thì công giá quý giá đó là công vật lý, nên là anh em lên ngọc chỉ mang dành cho mình nhá. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thành công.